chào mừng các bạn đến với kênh Nước Em Minh. Hôm nay mình chơi cái nhiệm vụ là thực vật cao cấp các bạn. Trong cái cảnh này thì mình thực hiện một nhiệm vụ rất là khẩn cấp, là mình bảo vệ cái khu vườn, khu vườn hoa này các bạn. Trong cảnh này thì máy nó cho mình là cây cỏ điện, cây đậu băng và bơm khoai lang tây các bạn. Trong cái cảnh này thì có một quả cam. Một quả cam này cũng rất là hay các bạn. Khi mà nó chín, nó chín thì nó sẽ cho ra một cái quả, một quả pha lê, quả cam pha lê. Này thì nó sẽ trúng vào người con zombie nào thì con zombie đó nó bị đổ vỡ các bạn. Một con zombie thật mảnh mai và rất là dễ bị đổ vỡ. Bên cạnh đó thì mình có thêm cái cây cỏ điện. Cây cỏ điện cũng là một nhiệm vụ rất là đặc biệt. Cây cỏ điện này làm cho những con zombie nó bị điện giật các bạn. Và máy nó cho mình thêm một cái đồ để gây nhiễu sóng, hư các thiết bị điện các bạn. Khi mà mình sử dụng cái máy đó thì làm cho những con zombie, bộ máy của nó bị hư và không thể hoạt động được. Trong lúc đó thì bọn chúng loay hoay sửa máy thì những cái cây cỏ điện của chúng ta và những quả cam tấn công bất ngờ, làm cho chúng khua không đường nào mà đỡ các bạn. Các bạn xem kênh của mình nếu thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quý báu để xem video. Cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn một ngày may mắn. Những cái con zombie này nó khá là hung hăng các bạn, và nó đã bị tiêu diệt một cách nhanh chóng và gọn gàng.